người xưa đã có câu phi thương bất phú, muốn làm giàu nhanh thì phải buôn bán kinh doanh. Vài năm trở lại đây thì cùng với xu hướng khởi nghiệp bằng các doanh nghiệp về công nghệ thì cũng có ngày càng nhiều người đi theo mô hình kinh doanh nông nghiệp công nghệ cao, buôn bán những nông sản sạch. Vâng, đây không phải đơn thuần chỉ là sở thích, xu hướng nhất thời mà thực sự là hướng đi mới có thể làm giàu nếu chúng ta đầu tư bài bản và nghiêm túc. Phóng sự ngay sau đây là câu chuyện về một chủ trang trại ở Lâm Đồng đã trở thành tỷ phú nhờ kiên trì, mạnh dạn đầu tư vào trồng rau các loại rau củ quả theo phương pháp thủy canh. Nhiều năm từng gắn bó với nghề cơ khí, nhưng Tô Quang Dũng lại quyết định phát triển hướng đi của mình bằng cách lập trang trại sản xuất rau sạch theo hướng áp dụng công nghệ cao. Anh trồng rau sạch theo phương pháp thủy canh, hướng tới thị trường là các siêu thị lớn và xuất khẩu ra nước ngoài. Và quyết định đó đã giúp anh thu về hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Hiện nay thì các cái sản phẩm của chúng tôi thì cũng đang chủ yếu là đủ cung cấp cho thị trường các cái siêu thị. Thì cái hướng sắp tới thì chúng tôi cũng đang tìm cái vị trí mà để mà xúc tiến cái việc mà mở một cái cửa hàng rau an toàn cũng phục vụ cho bà con ở địa phương. Để sản phẩm rau củ quả tại trang trại của công ty đạt năng suất cao, chất lượng tốt, anh Dũng áp dụng công nghệ tiên tiến từ Na Uy và Thái Lan, vận hành theo phương pháp tự động. Để có được 1.000 m2 sản xuất rau thủy canh, anh đã phải đầu tư không dưới 4,5 tỷ đồng, vì phần lớn các thiết bị phục vụ gieo trồng đều phải nhập khẩu từ nước ngoài như thanh đựng rau, máy bơm hút nước, các giống rau chất lượng cao, hệ thống tưới. Không những chú trọng vào năng suất của sản phẩm, mà tiêu chí bắt buộc là phải đảm bảo độ sạch cho sản phẩm được trồng theo phương pháp mới này. Phương pháp mà sản xuất thủy canh thì rất là tối ưu. Đấy, sản phẩm làm ra trên cái phương pháp thủy canh này thì cách ly với mặt đất hoàn toàn. Đấy, không ít có bị sâu hại, và đặc biệt là về cái vấn đề là các cái loại khuẩn trên sản phẩm là hầu như là không bị nhiễm. Hiện tại, trang trại của anh Dũng tập trung trồng 8 loại rau xà lách khác nhau, bên cạnh đó là các loại như cà chua, ớt sừng hay dưa không hạt. Trên tổng diện tích 4,5 hectare mỗi năm, anh Dũng cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn rau củ quả, mang lại doanh thu hàng chục tỷ đồng. Anh Dũng trả cho cũng 8 triệu rưỡi, thì đương như chỗ khác thì ở đây thì cũng ổn định. Làm không vậy thôi, làm công việc thì cũng bình thường, cũng không có gì là nặng nhọc hết. Bằng tâm huyết của người làm nông nghiệp sản xuất, sản phẩm sạch theo quy trình từ trang trại đến bàn ăn. Trang trại anh Dũng xây dựng đã cung ứng cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn về chất lượng. Đây cũng chính là mô hình lý tưởng cho nhiều bạn trẻ khởi nghiệp và có được thành công như anh Dũng.